Terus ingat, oh, nih ya. Xia chỗ phê bọc nhóm sân. បាទសួស្តីលោកសុផលណាសួស្តីបាទសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឃ្លីបវីដេអូមួយចង់ចាក់ជូនឲ្យប្រិយមិត្តស្ដាប់ហើយយើងចង់ដឹងថាតើប្រិយមិត្តអាចដឹងថាជាឃ្លីបសំឡេងរបស់លោកសំនឹងស៊ីនឹងនិយាយពីកាលណាឃើញគេផុសព្រាតពេញ Facebook ហ៎ហើយក៏ឃើញមានប្រតិកម្មពេញមិត្តឃើញមានប្រតិកម្មពីសំណាក់កងទ័ពឃើញពីកងពលនេះពីកងពលនោះពីកងទ័ពជើងទឹកជើងគោកជើងអាកាសជើងស្រួចជើងទាលអីចេញមកប្រងព្រាតតែខ្ញុំវាអត់ច្បាស់ដែរវាអត់ច្បាស់ថាតើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសំរងស៊ីនឹងថ្មីឬមួយក៏ចាស់តែតាមមើលគេថាចាស់ហេមិនថ្មីទេយូរហើយមើលមានដឹងថាប្រិមិត្តនារណាអាចដឹងបានថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងថ្លែងការណ៍ពីឆ្នាំណាហើយនៅទីក្រុងណានៅទីណាអូខេណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ឲ្យបងប្អូនមើលសរស្ដាប់
bạn bị bọn nó mua vậy là break vậy là break mình dùng đằng tra một lúc này tăng bị bị bọn nó mua hết đôi mình break ban chia sản công Facebook là bao nhiêu tiêu tai phía phá áo cho clip xin lấy ní cho mà chặt nó ngay ní khi phó phó mình tên chúng tôi đi dựng chứ ngon xa đi viên này dễ tăng từ năm pi pon đọc bôi mà lại dũ ơi môn được cầm giật khai đấy cầm giật khai pi pon đọc buồn hay là lấy nó tươi từ khơi phát từ cầm rồi bỏ mình ra ông gặp phía xem xem chỉ phía xét cứ khang con to thì bố ta clip xin lấy cho bà con nó bà con sẽ làm một đoàn thiết nữa của mấy mẹ bà con mà chúng đốt anh mình sẽ bà mình toàn mạng sẽ ông gặp chị chắc tôi chỉ bị tụng nay chưa bị tụng vì tôi là tập tân si mỗi tên tình tên đã càng bắt bao chia liên thử phó phó đi dân thử ca cao liên trọng dân thử ca ca nghe ngọt dân thử ca ca bức tố của bác thống pháp dân thử ca bác bác anh pháp gặp bởi hỏi ca bác bò xúc lạc hãy đo cầm lắm và đọc ở bức hiệp cho như chạy mau tìm được chia liên thay trò đẹp thay tìm lúc hợp ba đấy bác bố mình là học viên tất cả phía rộng ở mạng chân ba cái mình đã bài trong cái nông là mấy cua là đúng và bọc đánh đá được đây vì chìa một cây học viên miêu bọc đánh bắt xong đèn xì đúng nhông xong đèn xì xong học viên miêu áo bọc kia liên khai mình đã tỏ của mạng và đọc ở mức rút rút kia tập lệch bước ra những chân viên ở mạng và bọc đánh bắt đi vì chúng ta đã bỏ chạy ok lý số thằng em ngang pháp kỳ tân cho cha sống ngăn thì chỉ vui không sai chọc mà thì chỉ vui sai nhau à thì chọc ai không sai chốt trên thì đồng anh nguyên chọc ai là chắc ăn tầm rõ và là gì à nguyên thì cha cha chỉ vui không sai về thì ông nhưng thơ đau lòng tổng lúc hóa ra nguyên thì đồng anh là tôi đồng chọc nên chỉ vui ở đằng chắc đó chúng ta mình vô tha mình đăng chỉ hai ấy ban chỉ kia mình lật vô clip tăng pi tuổi pi pon đỏ mối dọc móc mà phong một đoạn tiền tâm nôn chỉ kia chọn đặt mình túc xa đi cứ chỉ xa sầm lấy như bom lục xong rèn xí đây là nhà cho bắt kê và hai chia nơi dọc xa nâng dọc tỏa đặc nông cảnh chọc à, cảnh chọc phó tang á phây mất chà mê cái hai là cảnh chọc phó tang phây mua cảnh chọc à chàm ba này đặc tư sẽ là tỏa là ta tỏa là ca cầm bù lộ rứ còn miên miên là clip video nâng mua tỏa đáy này nhỉ à clip xâm lấy nhỉ cái trang đặt bật tục thay một tiết à thì bố ca nốt đi bọn đọc môi nó nhưng mình sẽ vô phía chấp áp á tại dân chân ngờ chia sẻ này bà sai bị ngay rồi đó tăng viên sơ mình mà sơ mình nóng miền bàn đi đá bằng bồn vô sô chạc vô mà chạc nè còn con cha và rom ấy xôm xôm mày nhá nên là nơi bị cày khi nó cày lấy nó xô nó chắc hay tăng pi mặc hai muốn không nhom phục về tăng pi mặc hai muốn pi khai muốn không có phải tay miên mà chia ra gì phía bắc xô nó vậy mình xôm bánh đau mặc khe cả lá môi chặt pram khe dũ
ខ្ញុំបានមកចាំអំពើការបញ្ញាំទី3នៅពេលបសុគលជាតិដឹកនាំបដកម្មរដ្ឋផលសាក៏មានការអំពាវនាវកងទ័ពបង្វាយចុងកណ្ដុងមកចូលរួមបដកម្មដោយមានចលនាយកផ្កាឈូកចូលមកជួនកងទ័ពដែរណាការពុតខ្ញុំមើលទៅអ្នកនយោបាយយើងគាត់ពិបាកនឹងពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏អត់យល់អ្វីទៅដែលហៅថាបដិវត្តពណ៌ស្អីទៅបដិវត្តពណ៌ពាក្យនឹងប្រាកដយល់មែនបើទៅប្រើពាក្យថាបដិវត្តទៅទេមិនស្អីម៉ែក៏បន្ថែមអាពណ៌ឯណាបងទៀតបដិវត្តពណ៌ទៀតគឺមិនឃើញយើងឃើញទៅសម័យឥឡូវហ្នឹងចេញមានបដិវត្តពណ៌អីចឹងតំណងជាអ្នកគេហៅថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគេចង់បន្ថែមពាក្យពណ៌នេះឲ្យមកបដិវត្តប្រហែលជាមានន័យជ្រៅជាងរបស់គេគឺសំខាន់គឺគេចង់បញ្ជាក់ចលនាផ្លាស់ប្ដូរមួយដោយលាបពណ៌ឲ្យប្រជាជាតិមួយឆ្លោះគ្នាឲ្យហែកគ្នាជា2ជា3អីចឹងទៅប្រហែលជាអញ្ចឹងដែរបងប្អូនបងប្អូនអាចពន្យល់ពាក្យអាបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងបានទេពួកបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងឮទៅឮចំនួននៅអាមេកាំងវាចូលទៅអុកឡុកមជ្ឈមបុព្វានេះក៏សាប់តែមានបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងយើងឮឃើញគេសរសេរនៅក្នុងកសែតឃើញគេសរសេរនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីនឹងគេហៅថាបដិវត្តពណ៌ពេលមិត្តអាចបញ្យលឲ្យខ្ញុំស្ដាប់តិចបានទេពាក្យនឹងងាយស្ដាប់តែពិបាកយល់បាទឥឡូវខ្ញុំបញ្យលអំពីបដិវត្តពណ៌នឹងជូនប្រិយមិត្តយើងស្ដាប់បន្តិចទៅចុះខ្ញុំក៏វាមិនច្បាស់ដែរតែឥឡូវយើងអាចមើលឃើញបញ្យលតាមរឿងជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងអ្វីដែលយើងបានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ឧទាហរណ៍វិទ្យុអេស៊ីសរៃវិទ្យុ VOA ពួកនេះយើងអាចចាត់ទុកបានថាជាសកម្មជនបដិវត្តពណ៌ហើយពួកនេះតែងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដឹកកម្ដៅដឹកកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្អប់របបដឹកនាំប្រទេសឲ្យស្អប់គណបកកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសគេតែងតែលើកអំពីចំណុចណាដែលអវិជ្ជមានប៉ប៉ិនមេដៃទេក៏ប៉ុន្តែគេចេះយកទៅពង្រីកឲ្យរីកទីក្របជីអញ្ចឹងឥឡូវប៉ប៉ុនដល់ចឹងទៅពីរឿងប៉ុណ្ណេះឲ្យរីកដល់ប៉ុណ្ណេះហើយគេផ្សព្វផ្សាយបញ្ចេញឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់ឧទាហរណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋ10នាក់ឯងឥឡូវបងប្អូនបាញ់មើលឲ្យច្រើននេះអាហ្នឹងគេហៅថាយើងលើកពីរឿងនៅបង្កក់មួយសកម្មជនដេីធ្លីនៅបង្កក់ចុះបែបនេះអាហ្នឹងគេហៅថាចលនាបដិវត្តពណ៌បានដែរឬទេខ្ញុំអត់ហ៊ានកំណត់ថាបានឬមិនបានឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងរួមគ្នាគិតទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះមានប្រិយមិត្តណាដែលអាចដឹងបរិមាណប្រជាជនរស់នៅក្នុងម្ដុំបង្កក់នេះប្រហែលប្រមាណ1000គ្រួសារអត់បើដឹងសូមជួយខមមិនមកផងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងថាមិនមែន100ទេណាខ្នាត1000គ្រួសាររស់1000នាក់នៅក្នុងប្លុកបង្កក់ហ្នឹងណាតាមមែនដែរទេសូមជួយខមមិនបន្តិចមកឲ្យបរិមាណដល់តិចមកមូលមកបានហើយមិនបាច់ច្បាស់លាស់អី 100% ពេកទេគេហៅថាប្រមាណ1000អ្នកអញ្ចឹងណា1000អ្នក2000អ្នក3000អ្នក4000អ្នកអីចឹងមកមានដឹងទេបងប្អូនមានដឹងដឹងជួយខមមិនបន្តិចមកមើលប្រហាក់ប្រហែលទេមកមានបងប្អូនណាដឹងអត់ចឹងកំពុងតែចាំមើលហ៎
តែដូចអត់ទាន់ឃើញមានប្រិយមិត្តណាផ្ដល់តួលេខមកសោះច្រើនមិនមែនតិចតួចទេដល់ទៅពេលគេដោះស្រាយគោលនយោបាយជាលុយជាកាក់ឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចេញអស់លីងតែវានៅសល់នៅសល់តិចមែនទេសកម្មជនបង្កក់ហ្នឹងនៅសល់ដូចជាជាង20អ្នកជាង10គ្រួសារក៏មិនដឹងណារាប់ពាន់គ្រួសារមែនបងបាទរាប់ពាន់គ្រួសារតែខ្ញុំមិនចាំច្បាស់មិនដឹងជាប្រមាណពាន់អាពាន់ហ្នឹងវាមិនដឹង1000 2000 3000ឬ4000តែមិនមែនរាប់រយទេអរគុណលោកសុផលម្លិះខ្ញុំแชร์5ដងឲ្យលោកពូបាទអរគុណច្រើនណាแชร์ច្រើនដងកាន់តែល្អចែកជូនឲ្យប្រិមិត្តយើងបានមើលឃើញទាំងអស់គ្នាសកម្មជនដែលនៅតវ៉ាឃើញតែមីងមីងហើយយើងក្បួយស្រីប្រហែលជាជាង20គ្រួសារក្រោយមកថយថយថយថយថយថយថយនៅសល់ជាង10អត់អាចអស់បានមិនអស់ណាធ្វើមិនក៏មិនអស់ដែរអាហ្នឹងគេចិញ្ចឹមគេចិញ្ចឹមគេបំពាក់បំពន់គេផ្ដល់ថាវិការឲ្យបងប្អូនឃើញពេលគាត់ចេញមកធ្វើបាតកម្មម្ដងមានគេហៅថាគ្នាគាត់មិនច្រើនទេកាន់វណ្ណៈ4000អូប្រធោ4700គ្រួសារច្រើនណាស់ហើយហេតុអីនៅសល់ថា4 10 20គ្រួសារដោះអត់ចេញទេបងប្អូនដោះយ៉ាងម៉េចក៏អត់ចេញទេគាត់ទីឯងទៀតគាត់មានចេតនាចង់ឲ្យជំពាក់ណាដើម្បីគេទុកអានឹងឯងពូតហើយជាទុកជារងើកភ្លើងណាដើម្បីដុតនៅឆេះងឹងងុំរហូតអានឹងគេហៅថាដំបៅងាបង្កើតបញ្ហាស្រែកយកអា4 10 20អ្នកហ្នឹង4 10អ្នកហ្នឹងយកមកស្រែកក៏ប៉ុន្តែអាត្រងថាប្រជាពលរដ្ឋ4700អ្នកបងប្អូនគិតមើល4700ហើយនៅសល់តែ4 10គ្រួសារ4 10 20គ្រួសារបកកបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែដល់វានិយាយចឹងមកបើលើគេនិយាយមិនទេប្រជាជនមកបង្កក់ទាំងអស់ទឹកភ្នែកនេះយល់ខ្ញុំនិយាយអានឹងគេហៅថាបដិវត្តពណ៌ប្រជាជននៅសកម្មជនបរិយាឡាអីក៏ចឹងដែរគឺថាប្រមាណ1000គ្រួសារចឹងក៏មិនទេអ្នកដែលនៅតវ៉ាតែប្រមាណគ្រួសារតែដល់វុទ្ធុអាស៊ីសេរីវុទ្ធុ VOA ហើយពួកសកម្មជនគេធ្វើបដកម្មគ្នាគេថាប្រមាណគ្រប់ហ្នឹងហ្នឹងហើយគេធ្វើស្អីយុទ្ធនាការចឹងកាវាធ្វើហួសវាសកម្មជនដេតលីក៏មិនតែដល់វាទៅទៀមទាវាទៅទៀមទាឲ្យដោះលែងអាដេញអ្នកនយោបាយបងប្អូនដែលឮគេដែលឮសកម្មជនដេតលីគេធ្វើបាតកម្មទៀមទាឲ្យដោះលែងអ្នកនយោបាយមានអត់បើមានសូមជួយខមមិនថាមានមួយបងអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យវាយុត្តិធម៌កុំឲ្យតែយើងចេះតែលាពណ៌បងប្អូនយើងវាអាក្រក់ណាស់មកលំគ្នាបំផុសថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅវិញហ្នឹងក៏ក្រុមនឹងដែរតែមានស្ថានទូតអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងមានអង្គការមានបរទេសពូននៅពីក្រោយខ្នងផ្ដល់ជាលុយផ្ដល់ជាអង្គការផ្ដល់ជាថវិកាផ្ដល់ជាមធ្យោបាយជាគំនិតមកអែមអានេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយឲ្យស្ដាប់មានទេមានទេឥឡូវបងប្អូនមានដែរឬសកម្មជនដេតលីទេតែគាត់ធ្វើបាតុកម្មលើកបដាទៀមទីឲ្យដោះលែងអ្នកនយោបាយមែនដែរអត់
vậy chú cá có thơ click luôn đấy chết là chỗ tư chỗ tư chỗ tư vậy á con mẹ ai đo lên là kia con sẽ cầm chân đây lý có ai đo lên nó hốt đo bộ sự công xin bơ lên nha ca cho bốn tiệm nặng bốn nó chạm này nè thế nhé tại vì bảo sân chiếm và chiếm vào đất mai dương tu trang và tên lục la đó lục cổng sâu chưa à bảo bọn sắp sai và tên kê thì giá ổn năng phì đức khâm dây dân thử thử phở các kích đức bọn phố nơi tử lễ xe sàn phi dân đức sân thể anh dân mà nước kêu bọn bọn cổ xa phung khống kê chìm liên cho nhau hợp lý nhanh viên thơ tập bọn mang cổ xa thích ý mình xây tranh bây giờ chất đến lịch chất nữa cái tục từ nốt thơ à linh như đi kia xin đi xây xa nữa hay anh đang hỏi để phơi ơi à bà bom sọc sai đang việc cất về tự do anh đang trộm sai họ ngay à gì sẽ đây à viên em phải nghĩ họ ngay hay là bom bố để lực hai ngay ngay chưa ta hướng thủ mình đặt á ừ cái tờ bộ à nặng miền đi chỉ tròn kia na ắt à nãy kết cu đó chỉ về phía bên chia chun tê ấy nhé mà sao giờ ba lực công cua xa ấy nhé bộ ấy nhé mà đang bảo bộ ấy chưa chặt dòng bạch tê thì cho đấy khăn na nên lơ à bảo bón sập sai đi anh ấy bảo bón sập sai tam là lốt thì đặc cả nơi tam à bị thi nhu nhung nhung ấy nhung nhung tam ông ca tam sầm cung thì với là tam mù than thì vậy mình nó tam mù than á hai việc tờ tam rụp phiếp đôi lúc cầm sạc hai con gì nó không mềm đó là dương do sầm đây rồi bỏ à lấy xong sạp sầm đây lúc cầm sạc hai mà đón kiệt bàn dương sưu trở chê kia nè bà dương bàn sạp thế dương nơi tại ai mà ngất ngủ dương nơi tại mình vô thả ta à vậy tới đây cái hai thả bạc được hoạt bò luôn quá bị cổ mà sốc sắp nó tiền tăng bị chân mà quan của mùa rơi cao sập bày để chân chốt tầm năng riêng là mô ông Amerika là thả ba Amerika cứ kể áo chân tầm sốc Amerika muốn kê bằng ốc nông niếp mẹ này vô bài khám ai nó không có tên là bấy ôi chứa lòng phi tầm năng ca bởi chết đáy kì chùi mùi chân năm chân tầm ở đó mùi chân năm tầm đó tầm cả bấy rồi hốt trong cái nói nha, có cái bán sẽ ra thả nó bây ở bởi tiết cam bởi chiên nhìn cao phá lạc đó đó thì tao ở trong đọc luôn chân ông phi liêu bái mà cả lẹ thật mà tầm nạ thật trong cái liên chốc phi liêu bái vì cái nạ bắt liêu bái để trong thơ lập nấu nữa nửa chân năm phi quan phi nó bây bỏ cát ông ca mùi chúng ta tham ở chạm mà nửa thì lúc cam bởi chiên ta chỉ ở bỏ cát là mấy ấy cái tham ở trong đâu nè đặc đập chứ mình ai từ chung hàng lưới đâu lưới bán muốn đâu lưới bán toàn quá khổng dần toàn đâu bị cầm được một chỉ chút ta sáng thì vô bay bọc và tìm trên tay thì vừa hỏi xa ra bởi lại thì chú ý chấm đi thì áo chứ vô một đa là tam nếu mà tìm Yugoslavia nó sẽ bị lại thì bắt đầu mê phát đạt đặc nằm đại ca Milosevic bán mà Milosevic rút gót thầm bán nằm bán bán bất nè kịp đâu bán đời xa kịp tư dựt xa nè hai kỳ dọc bắp đời xa nè mà áo chụp thư nó sọc mà tại ớt liên là nạn nâng tê bất nè dựt xa nè đời xa ngày nè dựt xuyên đời mà tầm nãi chẳng trâu tầm rập bỏ bộ đầy đầm hai nơi bật to tiết nè chụp chơi dương nè tuôn bán chẳng bán miên thơ tam chẳng nè cười đi cứ miên nè chẳng nê cả sastra cha professor nè sẽ coi chì lại nâu tí krong bác sân tân đi xí nâu thì không mong ra và thì càng hát đem rồi càng cứ chua mà là bày phư cả đó là thế ở trong lập biết chỉ cho ta sạc nó cả lắp đồ mê đặt nóm hai mà trong thơ tam có buôn mà đang hai viên cho ta sạc mà đang hai mà mình chụp chơi tiếc cho mình đang thay dạng mày tiết đấy cái nói là dân dốc xong đây bỏ lục cấp giật hai này chắc sắp đắp nhưng sắp hai mà rồi đó sắp đắp dân sắp cực bằng bộ công sắp cháu lắm ngay bên nhầm sắp được chút bà rằng sắp PSA IPU
bà CPIPU lưu tham miên chiên mán mà rồi xam sắp bảo mán và tế còn mình đăng còn mình đăng kê còn kê bạn và chung mùi hỏi hay kê bạn xu đánh đạo dương vì rương bà nhà nâng bà nhà cắt tô lục cầm sạc tha nâng đã chặt cúc đã cho bạn đi cái nạp bạp trang ấy hậu hả hỏi kê chứ ngon kê tha sấy kê còn ta quan ta sầm lên clip sầm lên môi phần nắng à clip sầm lên môi phần nắng bất chỉ ai cho lục cầm sạc tha tha các bạn chết mê này cái số á số phần phụ không ai dưới CPIPU bà con score IPU hình dưỡng ở toàn mang cắt tô lục cầm sạc than là lái cho ở toàn mang rừng ly thì đã phạm trang lỗi cầm tay IPU ban chính pro tập cầm à kỳ mình sẽ bài chết đi xong ở dương nắng bọt trái xong ở dương nắng gì ở việc đặt phần chul ở cái ban chul phong hay ở lâu ní kê xong ở dương nắng xoa cúng rì rì bọt tỷ phù kê chắc tăng kẻ nạ bọt tỷ phù một cổng rồi bọt sập phía IPU nâng ai mốt sẵn kê cá một rốt rốt hạt phẩm vì rương bà nhà hà có bọt chiếc gì ai vì rương bà nhà hà vừa tục đục bục kịp ở bên ta dưỡng vừa tục và tê cam chia dưỡng cầm bông ta bục rốt thưa tục bộ mình đánh cái nắp bạc bạch sàng vợ bạch bong là đánh nè cái hai tha là tiếp chia phật thập tay ok chấm kết tha là tha ba dương mình xoa cùng không có trong xoa cùng đấy ở ở luôn chơi mà cho đấy chắc tăng cái nắp bạc là phu chơi mà sầm lên bản năng sầm đây bản năng là mình cũng đoán thế được ấy ai lấy trẻ khi mà bánh bánh cầm phong tạp phía diêm ai thì dùng đây à bạn để vọt bỏ bạn để vọt bỏ bôi bánh bánh trong này diêm bị cáp bằng chung chén rồi bỏ vật dụng anh chị sẽ hay nâng ví dụ e ví dụ đi chứ anh nâng thôn khó và quan phố xa nâng mình bèn xảm anh về gì nơi à mà rộp rộp quan công thiệt tui tui bằng cóp được nông ông ca sẵn công thì vớ chọc nó ta mù được thang bằng bộ bộ ni chai lôi bỏ mấy càng đôi lực cơm thật khá còn dây chứ ông ca sức mà nụ bộ quát á có thơ lao phẹm vào mỗi chân năm cho chốt bổng hốc chọc thơ xây viên tỷ ca xa thế là nặng viên tỷ ca xa thế là nặng rồi viên cốt hay nâng riêng mẹ lưỡng thông mà nai nhằm phẹp chọc mình chọc cầm thật khá ai bổng mỗi ba mà nó gọp liên nè ai còn trô cốt thế nhận nếu miền tiền ông ca sẵn kẻ hay thật ông ca nghĩ nghĩ dừng mơ tư mình ai đăng thăm mình đúng nâng miên 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 cho bẹp con dấu bài ấy, không nó ạ bẹp con dấu bài ấy. Đôi chị tôi cũng hiện châm bọn sao châm chủ sao ông ca cả sự cảm mấy nào mà vô đấy châm bọn châm chủ về tại con miên group group khai tổng ông mà phải phải khai tổng xa khai con miên group khai tổng ông có chốt cho chốt của một hay có ắt bách phải chung mình na hoặc pon nẹt ấy à thế ắt ắt bách gì mà phun chẳng ấy mà phay sam sập nẹt phay sam sập cổ xa bắt nó này ắt thôi chớ này rung phải chung có phải tài có tới phải chung đang đường ấy có làm gì phải đứng chăm mon hay đang đương 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 chăm chủ ấy quát bằng riêng vô rắp ở che chỉnh chăm mon ở che chỉnh chăm chủ khi lò ấy đó đấy dương mơ đi chậm ngay tới cứ khơi thác lọ mình tệ
chẳng hạn là bạch phụ bỏ tê của thư chẳng lo mình kè xây kia anh có là tới chui ở bằng riêng và chia phô rắc ở trên hình châm bon châm chú xó hát ấy có anh mà liên bộ anh thả anh khóc tiết thả anh hạ khóa tiết trong nhung nhung tiết mình mềm tê chỗ lại chơi bàn chân đằng quát bầm ra ủ bài có ai xì à đăng luôn tê à và thiên ông ca thằng công sĩ vớ thằng ông đang hát ấy bàn chân dây chân tới bằng riêng phô rắc mẹ thấm ta bằng riêng tê à bằng riêng nó về bằng riêng hai về thay em trang thì nhung nhung ta khơi ớt một trái là tha bị ba ớt mẹ nãy cho chết tục đặc tê miên tại buộc khi ông tê nè thật năng à miên tại buộc khi ông mê mẹ ớt bằng phôn đây mà cho chui bằng phôn cho buộc à một trái để xin việc khai bằng rõ tạc ớt luôn một trái cả sẽ cam sọc một trái cả sẽ cam khai miên đây cho chết tục đặc mùi bằng phôn ớt chị chú có tham ớt mẹ ớt mẹ ớt mẹ cái gì trong nước thì họ tích tích chân bùi cho rộp rộp mơn rộp sang phù mê cho là nạ bẹp nâng ấy. Bọn con vô lời kinh vị cổ thân nạ trong nước thì họ mà nhiều thì họ khay bùi hay giờ anh mang chạm vào đó mê thà con đang tư tư bình yên và chia phù răng châm môn châm chụp sao có phần tài nếu bê lên môn về chia chân ngò về chân là có thể chui sống cua có thể bánh thứ năm có thể chui về gì về dối lấy chân á tại có chuyện như vậy ta mà mắt đấy cái thằng bong bóng khơi nhỏ rất tham bị bán ắt miếng mang cho chết tốc đạo mùi bong bóng thế miên tại phụ sống công thì với phụ dương thế để prân người chết tốc đạo mùi bong bóng dối lấy bong bóng chui chui mình chết thầm bánh thì mắc khi ông tiên thì ho bánh nắng ai sẽ đáp bán ọt anh nâng là biết cái thơ phải là vọt bó cái thơ chẳng hai dương mơ anh đăng ấy cho tôi mà đó mà phúm mà cớm bố đó mà phải phải xam xin lẽ có bình đại bảo bố nó riêng biết bên tay và tê thật ọt cúc hạch trong thật ọt tôi chẳng ạ tôi giờ cho là nó chú à bố đang hao ấy chứ mà chắc cho nó anh đang hỏi đây là cơm giật tha con này dễ tha có bị khổ mua vô thế không dễ bị lắm bà vô xong chui cầm anh mà tha vô lại bà đang làm mồm ai cho tôi vô ba này à vậy tới để hai tha à bạn để bọt bó ta mà tầm rộng chân này anh ấy dừng dễ chắc đây là không ai dừng đi mấy trăm lớp ông bí đó à xem tam bát cam tam ấy chơi thông thông bát cam nơi phồng pin nơi ni à đầy thli bằng cọ ấy chẳng nữa nè nó mặt tầm rồng xây à nó cái thọt tích môi như tất cái do thực phẩm gì là tam phải quan sọc xài à trong lớp của thi họ mạnh mạnh nhỉ à nó nghe bằng phố nó mưa khơi nhỉ mưa đâm mỏng mưa ăn đắng thế này, tôi tua ba này ở thì họ nó phần nắng này, dân lớn phần nắng người ta nơi miền rừng cha ơn thiên, cha này bằng cọp rừng nắng cha này, cột nắng này này, hai bộ sầm công thì vơi lan đó nó bà bộ nó má nó được má chết mà mơn sầm công thì vơi, sầm má công thì vơi viết bị plong pleet, chứ có ba rồi, sầm má này cứ thả bay đa đi sầm đánh được tha chăng? Có thả thang xua này bộ ạ sẽ cùng gì vẫn á vì chân hoa hai tiết dương mưa xa nè ớt mưa xa bàn tê nè ớt mưa xa bộ ạ sẽ cùng gì vẫn là bàn tê nè bảo viên mơ ạ cỡ thằng ớt á anh nâng việc số dương mưa lì số dương mưa khơi nhỉ bảo viên bảo khám ai thằng ớt số mơ mà ta hả ní á viên bảo khám ai khá vì màu xo khá vì màu bọc phẹt khá ông ca sùng công thì vơi thằng ông nó bị chắc vì ri cả lọc kia pinh sùng công dương thằng ông mình đang chia à môi ná ló mình đang chia à môi ná à cọ
thầm nó ngay để dựng thử ai bị phá ảnh nóng cái hai thác tầng áo bliếc xa á dùng co tầng áo bằng co xa dùm mà chết chỗ khía chọc vào đời thầm quý chứ cơ chơi nhà nó hai tầng áo bliếc xa á bá nào bà vô nó trong phía diêm phải dùl bóng cố nằm bây ai dùl thác ở bây tới là hai thác anh là biết quốc bị khổ miệng anh nóng ngay cái hai thác bạc để bọt bó nó chẳng hai tư kia là những cái không phía diêm tự qua cho ạ clip sầm lê như là bao lục xăm thằng xí thôi đại quật sài bộ bù lao con tuộc ngược lại thế nhỉ anh nó mới tầm rung xe tiền anh nó phải đi vào bò bùi tiền anh nó cái hai thao được biết quạt bị lừa à các bạn nó là các bạn quạt bị lừa anh nó chắc quạt bị lừa mà đây thằng mấy bạn đây thao chưa đọc hả ô ta con tuộc ở trên quạt bị gỗ mới phăng lắm mấy cho hai con phở bịa ra xong bay trong cần nóng quá cần nóng thì thật bánh thì chết đấy giờ bay chết bánh thì chết với nhỉ bay nghĩa bao là tham thì bà với nhỉ cần nóng đó nó bạn nó cũng là nó cái hai thác rập bà vô thế gì rập bà con to anh nóng lứa nè thưa à cái can nó phải là bọn nóng lươn mà trên mà bấp cho cá ta mà phay buôn máu ấy chọc nhớ lấy đây bật tại à bà đi bọt bó để dưới không chia diêm phải dưới bóng bố nè bóng bố thơ ọt đăng khu nè lung thơ ọt đăng khu nè đê nhẹ đê sạp chùa dì dưới ọt bóng à sạp á sạp đã ọt miên ca kết bị cha là sạp hơi lung tơ á sẵn kriêm chất thật xa hả năng á sẵn kriêm nét tay sẵn kriêm chất thật xa thơ ôi sạp tệ ở rõm đồ bó dưỡng chết tại mơ khinh rất tha thì ba nó không ai còn ngất tư không ai còn ngất tư mưa khơi hôn sai nâng duôn tư nè cái thời gian đấy mưa khơi sòng cung mà chết không ai thằng mưu nó còn bung tay về từ nia là hêm là ham sắp bơ tư ấy chuông cá còn sắp còn nơi cày của còn nơi trong cặt mọt nhau còn bằng bao quả đai trâu chỉ còn mất tay còn sắp vô lưới còn chết cực hơn chẳng á có một trái sạp đó là có một chỗ mà đó thì trông mà đó chỗ mà đó thì rung khai chỗ mà đó thì trông rung pinh mà đó bạn có thiệt luôn ấy chắc này mình nó sọc khám á có thể ú sọc kia chuyên lươn chẳng à anh ra phần vô mà thấy được giờ ạch chẳng sao đó bởi nắng là bóng bố nó khám ai dương á bà bóng sọc sai mẹ đường sầm anh thế chẳng hai bàn thả cả khô sơn à đi ông phục ra cho bọn dương ắt ta hiên mơ đầm lộn thì dương ta anh ta nè tình nề dương vô mà phụ phẻ chân đầm bầy ấy con là trong chạy trai ca chết đăng ôi bọn phụ tập ọc nha nó cứ nôm cái nha công phải hai phê chá công phải hai phê chá phải giác ra mà bọn bạch phê nê thế nè viêm mệnh sầm anh phê thì ca đua là bọt mũi á vì bên pi bay tùm rống à nè à đua tam lúc sau mình xin dây mạnh mạnh nè ôi con top bầm vai cần đông máu nè nó mà là biệt rồi à nó phá là biệt pra hân xa vô thía ngươi là mà vấp rất là hà đách vô mòn đách ba vô mòn cả đất cắt qua vô mà á, sầm lấp rập mũi trâu mà ông bốc bị lơ mà, tại nè, cứu thân nặng bằng phốt, cứu thân nặng bằng phốt hơi dừng mưa lạnh đang hay bị bát đang bị chớp, bây giờ vẫn đang cứ ạp bát để vọt po, viết tên tích đừng cái đĩa gì chơi chứ mà bằng phốt á, viết bị mưa từ sọp che đến bờ mương thôi nhăng, sẹp từ cuộc phong ru, ở lý ở lính mong xì phôi á nhưng phép á hai ảm mà nô công vì chia dôn đi chẳng này vì đau khô sá ta mù thà nè ồ ta cho dôn cái mình nơi sao tí nâng bây giờ ngay dôn tỏ tam khách cả lấy nam miên miên cả lấy nhỏ thầy rô ra cả lấy xoay xuất ta dôn lên chúng cho từ mù thang mà đang cắt xu dương á
cũng phải nâng bánh sân lưu lưu kia đẹp nhưng ta sẽ dũng nó rồi nằm biên nâng bánh sẽ dũng à mày ơi đọc bánh nắng á mình mẹ không ai nữa ông xà ly mình không ai nữa mày căng thế không ai dương nó không sọc lắm á còn có ạc đàn bảo bình bảo bảo chưa có xu dương chân nè cô xô phủ bởi gì bộ anh đừng bình bộ anh dây đẹp nhầm thoáng cái thai chuôn nó bình bình nó mẹ đấy cái thai ôi chuôn ôi mẹ sao chuôn bình sọc mày bình bình sọc mày chuôn cho ôi đây vậy đây là đây xì phong đàn chuôn cho thích xì ở linh ôi mẹ nữ thòm là thế nào có mơ nghi nè hay nẹ na chỉ nẹ đào tua từ liên khua rồi bóp phải chia phần đó thằng con nữa ông lúc mình trai mà chỉ nuôi nó ăn khó lên nè ăn là mang sự lắc sinh nào sinh hai á kết tập đi chỗ thằng rau khê chỉ ngủ ấm xin phấp đây sân chạy lui vô kẹo đây cô rồi anh phê ăn được bốn lên ăn được bốn là bây giờ cho mình gì như thế nè ăn khó lên nè vậy ca bớt ta nhắm khương bớt khương chẳng bề một trái nhắm trong vậy một trái à một trái là thao bá là mình đang kháng na đại thở mà do chết tóc đại đường à đường bại là bọt po đó là cho ban vậy chun chun phải mất đạp mạnh mạnh tại trong cỏ côn trong khơi men khơi túc đập nẹt mà phây nẹt trên thứ ba tạ cam bốc à kênh trong một cái tơ pop 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 cầm chạy trên ó hả nó mà giang đây nó cười to là trên chân ta à thoáng à trên tơ bật vô lên po rót đấy à bạn được bật po đôi giờ đây nha nó cầm khăn giấy đi à hãy bật đáo ai là gì giờ đây video em sai biết bên chỗ không ai video đi vào nắp sai tôi cho trong trong lùng đua rót nha tầm màu phẹt luôn bị bọn đầm bẩn à lớn nó có thế vì tôi sẽ sắp cái ban đấy nè sắp còn nó sẽ sắp ban này nè để miên iPhone nè để miên ấy cứ sắp ban thằng họ thay còn tha ai cắt một thoi ban khá hề nhìn thấy không viên nó sẽ plom plom từ chiếc ổ ngày à gì giờ đây VOA à lấy thoi ban này nó là một con sọc sai đó nè sắp vía cứ tha nhẹ sạch mỏng tại nè đại che kết nè đại miền khu che phải cha là ná bạn đăng ta sợ hãi rồi à chôn chặt bật này cứ phải tranh cật tên viết sợ hãi bản tên mà à nâng bảo ôn kết tên nó do tới sắp hết kết phải cha ná luôn ấy chắc trong mắt khó lên còn tại trong này dây than nè để rong ruột bất bạc cất cứ bồ rọt mai tê mình men phụ đại rốt chào sóc tầng ọt nụ lời xôn chùm điếp bây giờ mất tầng ọt này chùm chùm thì việc xong đang được sẵn đánh lọc hợp với hai bạn nó ấy chứ nhưng bên dưới vậy nè mình đã lúc ấy tại à mình trây mà chùm nuôn nó ọt khó là thế mà chùm nuôn chở nó món à mình mà chùm nuôn thích tú chứ mà chùm nuôn chán hết mì bọn ọt rồi ọt rồi mơ ra mơ nghe ca nghe rốt mà nó cứ chung kia nó rồi ok ơ nè băng này bắt chương lang lơ trên mà kẻ với nháy 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 rồi băng lang lơ bốn kèm có cho lên ạc nên vô chất tục đặt sạp ca thiên sốt cho chất tục đặt mơ phiệp ca như mau bạn ấy mà cứ sạp tông phục vẻ dương tới có ai vô thật ca nghe được thử thử xảy ra đâu lúc xung lương mạnh mạnh nhá mẹ nữa thôi mà đá thế nào bố nó con là con sùng cung sẽ vơi túi túi chứ là tam phun khung á dương bị bắt bay che thật ta à má là lõ à nà đẹp quá bà bố miên chăm được nhung vậy bộ không ai dương đây là bị căng và chu mò bị ẩm bị mò chiên thì ẩm vào môi rồi nè chân bị cốc á chân bị cốc cái đọ sình chiên ẩm bị căng chó hơi kia bị chu mỏi rồi ta bị bà không ai dương đạp đồ lấy chìa bay nhà môi cột sẵn đó ta nó không chồng lao răng của môi rồi nhẹ đành sao đó làm đấy phải chun máu nè
តើមានកម្លាំងពិតនិងកម្លាំងមិនពិតហ្នឹងប្រមាណភាគរយយើងមិនដឹងចុះបើសិនជាមានកម្លាំងសេអាប្រកបក្នុងហ្នឹងតែ100ឬ200 100អ្នកមកយើងមិនហិចមកដល់ពង្រាយមករួមនៅជាមួយយើងធម្មតាយើងមានចាប់អារម្មណ៍ណាស្មានតែពលរដ្ឋខ្មែរយើងធម្មតាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ណាហ្នឹងណាខ្ញុំប្រាប់ណាអានឹងគេហៅថាខំខំព្យាយាមបញ្យលបងប្អូនហ្នឹងគឺបញ្យលពីរឿងបញ្ហាបដិវត្តពណ៌អ៊ុចិត្តបើឲ្យបញ្យលចិត្តមានទៀតមានរឿងច្រើនណាស់តែសំខាន់ជាងគេគឺអាការបង្កប់ខ្លួនចារកម្មគេបង្កប់ទៅតាមទម្រង់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចឹងហើយបានជាខ្ញុំនៅតែបន្តនិយាយឲ្យនិយាយទៀតខ្ញុំថាការចាក់ខ្លួនលោកកឹមសុខាពិតមែនតែឥឡូវនេះអត់ទាន់បានការកាត់ទោសបកប្រឆាំងគេកំពុងតែរៀបចំសំណុំរឿងដើម្បីកាត់ទោសរំលាយចោលគេរៀបចំសេណារីយ៉ូច្បាប់ណែហើយនឹងទីត្រៀមអស់ស្រ័យអ្នកណាដែលត្រូវចងក្បាត់កដើម្បីទៅទទួលយកអាសនៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងគេត្រៀមឲ្យអស់លីហើយតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តថានិយាយម្ដងទៀតជាលើកទី4ទី5បើដឹងខ្លួនចូលសារភាពឬមួយក៏ធ្វើទង្វើអ្វីមួយឲ្យល្អបដាបដាទៅពួកបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនសូមទានជ្រាបអស់លោកនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងទូទាត់បើសិនជាគេបើកយុទ្ធនាការកំទេចដៃជើងរបស់អស់លោកពីពួកអស់លោកបានបំរើពេលណាគណៈបកប្រឆាំងគេដួលលំគេរកឃើញគណៈបកប្រឆាំងក្បត់ជាតិភ្លាមតើអ្នកណាជាអ្នកចូលរួមខ្លះចឹងអស់លោកដែលកន្លងមកដែលធ្វើកិច្ចការបំរើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងតាមរូបភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលដឹងខ្លួនចូលសារភាពមុនក៏បានបើមិនចឹងទេរត់ចោលស្រុកឲ្យហើយទៅផ្ដាំប្រពន្ធផ្ដាំកូនប្រុចទៅទេអានឹងចឹងប្រុចទៅហើយទៅឲ្យលឿនវាប្រសើរជាជាងទៅទាំងជាប់ខ្នោះនឹងទៅមិនឃើញតំណាងអីអ្នកបកប្រឆាំងអ្នកដឹងខ្លួនប្រុចដឹងខ្លួនតែគេមានការពាក់ព័ន្ធគេទៅហើយគេអត់នៅទេអាយល់ទេឥឡូវនេះនៅមានអ្នកតំណាងគ្នាមួយចំនួនទៀតតាមខ្យល់ស្ដាប់មកឬតំណឹងថាមានអ្នកខ្លះកំពុងតែរកផ្លូវចាយចូវចូលរួមជីវិតនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអានោះឃើញមានមានតែហើមចេញមកតែអត់ទាន់ចេញជាផ្លូវការទេហើយមេឃុំមេឃុំមួយចំនួនហ្នឹងក៏ចឹងដែរណាខ្ញុំថាល្អការរួមរស់ជាមួយគ្នាការចុះចូលមកជាមួយគ្នាការបដូរជីវិតនយោបាយពីគណៈបកប្រឆាំងដែលទៅរលំលាយហើយមកចូលរួមរស់ជាមួយនឹងគណៈបក CPP ណាចាំគិតថាវាជារឿងមួយល្អមកតិចក៏ដោយមកច្រើនក៏ដោយបើកទ្វារចំហទទួលយកគាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវពិចារណាពីរឿងបញ្ហាចូលមកសតិអារម្មណ៍សតិអារម្មណ៍របស់មន្ត្រី CPP ចាស់ចាស់ភាសាអ្នកដែលមុះមុតគ្រប់គ្រង CPP នឹងរនីលរនីតាំងពីឆ្នាំ1979
ắt si miên si miên tận nặng miên tu để ti miên là nãy cái mưa khơi say ở phòng mà nhặt khắc lẽ luôn tới chưa cro là hêm là ham bị ca nâng tại tam bọt nọt ơi cái nặng bạc si bị phi rồi đây bọt tầng bụi bọt tầng bọt bồn bọt tầng câu bọt tầng chân lý xong xong một lần miên kho một nhóm miên chôn cầm bánh một nhóm miên chôn trong ấp xa là một nhóm cái kia là anh bắt bắt trong bọc hoa tranh tư tha là bạc kia xong ai nè nè tiếng nè đây là tiếng thầm nang rí có đôi chia sạc cam một chung không sẵn cắt xinh xinh rồi bác sĩ NLP nâng ở nghiệm mốc rồi vô chỉ muốn là CPP bình sắp tại miếng mình tray CPP mà chẳng luôn tốt chứ có không phần mà có ta có chạy chết đấy có ta có control giữa bó bó lúc sắp anh control có phần tài ở với được có chứ chấp cứ có chứ chấp lắng này có khơi những phần này nét đầy chê hôn xa anh sất tạ các bạn chết sất tạ dùn nét đầy chê CPP nét đầy chê rất ẩm nà chê lăng rùng cư mi tài đó là tập bê cho chỗ nghĩ mà rôm rô chỉ mỗi nâng CPP sạp tài đầm nay nâng liếp sạc rạ là bảo vía cọc mi thưa ơi mình trai CPP mà chụm luôn ao một chút mà hô tập này sắp tập này tập 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 cứ thưa mình hơi cả chết cả đá phật thôi ai lấy không trắng xua bảy mật ta bảy mật mơ khơi sạch tệ ở rắm rồi bỏ cảm một chân CPP chưa chắc chắc và lòng mau nó miên bất chìm miên là rõm bạch một trăm hạt cái hai ta trùng ngư thì tệ rõm á lúc chắc chắc hàng tên trong CPP vậy xong chui ai giờ bao chỉ một năng bích luật nhất sòng khán đấy thôi chắc á xong thì dễ đời smart trắng á xong bây giờ môi sợi thi sẽ bán tha môi có chiếc cầm ru muốn về thoáng chân bẩn ăn thuốc prai dưỡng ăn vậy khỏi cái đó đấy còn biên một tay có si vịt thi mà chầm nôn á đa ở cả vị các ba là cô sẽ ăn tết chứ chầm nôn nhưng bao phôn miết đen kết đăng này xua mơ xua trăng mở mơ miết đen lư thì chĩa miết đen lư mình đại lưu mình trai lưu môi có nạc si phì phì mà chẳng nốn có rồi u đâm đâm này ý kìa bà lỗ bà xong mình phải sao lưu thì mà chẳng nghe cho bao đường ấy đâu bà bóng bó mình phải sao mình trai si phì phì vì trong trận bó mình sắp thở ra mà mình biết ra nó ta muốn thả ok bó ai cũng biết bóng trời bóng xong ai ơi thì ho tích mà nó ờ chăng á bà bà họ còn chưa làm chăng đó bà có trò bạn bán được khó chồn mà ok anh nhát chun bong bong bây giờ mất khó chồn lớp của thiên bọn này mùi của rừng này rừng là xa ấp thông xôn học sập bầm bấy rơi học sập môi buôn hồi chật sập trong lớp này cứ đẩy xa tay miên miên ca rồi u rồi toàn hai xong ở trong lớp ba nhà này mình mến tới mình lợi thế trong ở trong lớp tăng vi mặc hai muốn đó có phần tay khi ông việc đăng lượng mạnh phụ dương việc hơi chẳng mến ca phi
គាំទ្រដុតដៃដុតជើងបំរើ CPP នឹងរាប់សិបឆ្នាំតែអត់មានបានប្រកបបីអីទេណាអ្នកខ្លះធ្វើការរហូតដល់ពិការធ្លាក់ខ្លួនឈឺអត់មានណាជិះទុកដាក់មួយគាត់ទេនៅតាមមូលដ្ឋានណាប្រិមិត្តណាមានច្រើនណាស់អ្នកដែលសកម្មប្រឹងជួយក៏ប៉ុន្តែអត់មានណាទៅលើកទឹកចិត្តគាត់អូខេខ្ញុំទទួលនេះមួយទៀតបាទអូបុក33នេះសុខប្រយ៉ាងហ្នឹងហ្ឡូអត់ឮទេណាសុំខលមកម្ដងទៀតណាអត់ឮទេស្ងាត់ឈឹងអ្នកសុខប្រយ៉ាងបងប្អូនសូមខលមកឲ្យចំប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែលើកបញ្ហាតើមន្ត្រីទាំងថ្នាក់តំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជាមន្ត្រីមូលដ្ឋានភូមិឃុំរបស់ CNP ក្រោយពេលដែលគណៈបករបស់គាត់ត្រូវរលំរលាយបាត់ទៅគាត់ក៏ងាកត្រឡប់មកចោះចូលជាមួយនឹងរួមរស់ជាមួយនឹង CPP យើងមើលទស្សនវិជ្ជារួមយើងឃើញថាល្អណាស់ណាបើកច្រកឲ្យគាត់ចូលក៏ប៉ុន្តែវាមានអន់ចិត្តនេះមន្ត្រី CPP ខ្លួនឯងអន់ចិត្តតើរឿងនឹងមានពិតមែនដែរទេហ្ឡូសុំមានប្រសាសន៍ដាក់ទូរស័ព្ទឲ្យជិតមាត់បន្តិចហើយតម្លើង volume ឲ្យខ្លាំងបាទអឺប៉ុណ្ណឹងច្បាស់ហើយតោះសុំអញ្ជើញបាទគេខ្ញុំចង់ចូលរួមចំពោះរឿងខាងប្រជាជនខ្ញុំបាត់ជំនួសតែលពូវាគេថាតែកម្មមែនហើយទៅខាងគាត់ប្រាក់ឯកោវិញគណៈបាទជួយហើយគាត់បានជាមន្ត្រីខាងជាដល់ពីឡើងនេះគុំដូច្នេះជិតខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យបងគាត់ធ្វើមកវិញហើយខ្ញុំដឹងគឺមិនចង់ចង់លេងចោលមេខុកនឹងក្រោយលេងចោលទាំងមេខុកនឹងហ្មងបាទនេះចឹងខ្ញុំមិនដឹងពូប៉ុន្តែគាត់ថាអានេះក៏លោកចូលចេតនាបោះរីកតាមពីបាល់បោះតែគេចូលមកតែខ្លាចទៀតហ្នឹងឯងបាទតែនិយាយចោលឲ្យរួចហើយព្រៃគ្រប់ទាំងឡាយគេមេខុកវិញក៏មិនយ៉ាងណាគួរខ្ញុំមិនឃើញថាណាបាទខ្ញុំមកតាមពីចលនាហើយទៅជីវត្តអាចានេះចាស់ហើយទេនៅស្គមនេះប្រមាណណាថាអាណាពីគាត់ខំពុនអាណាតែពីគាត់ជាដល់ពីបាទអរគុណបងបាទអរគុណច្រើនកំសត់គាត់និយាយមកគាត់ថាវាវាតាំងធំពេកតែវាសិតតែខ្មែរឈាមខ្មែរដូចគ្នាCNP ក៏ខ្មែរ CPP ក៏ខ្មែរយើងមិនដឹងទៅច្រកណាខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើដោះយ៉ាងម៉េចទេអង្គប្រុកប្រាជរបស់យើងបានត្រឹមតែជួយលើកផ្ញើសម្លេងពីពលរដ្ឋមកដាក់បន្លឺនៅក្នុងចន្លោះកណ្ដាលនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រេចរបស់មន្ត្រីចាស់ចាស់របស់ CPP បានស្រែកប្រាំផ្ញើតាមខ្ញុំបាទចូលទៅជាខ្ញុំបាទឥឡូវនេះមិនចូលខាងនេះចេញខាងនេះទេចូលខាងនេះគឺចេញតាមមាត់វិញចូលក្នុងទៅជាឥឡូវនេះចេញតាមមាត់ហ្ឡូទៀតសួរបងខ្ញុំទៅសប្រាំងទៅបាទសូមអញ្ជើញមានការអីហ៎ថ្ងៃនេះល្អមែនទេបងបងវិញញែកឲ្យដល់សម្រាប់ចំណាក់ស៊ីម៉ូហ្មងបងខ្ញុំពេញចិត្តពីព្រោះតាំងពីខ្ញុំបានលឺចូលសម្ដាប់លោកបានកម្មវិធីទទួលយកពួករែកគណៈបពប្រឆាំងមកហ្នឹងហើយតម្លើងបុណ្យស័ក្តិហ្នឹងខ្ញុំដឹកជុំតាំងពីជាលោកម៉ែខ្ញុំឈឺតែខ្ញុំក៏មានបងប្អូនខ្ញុំក៏ពីខ្ញុំមានបងប្អូននេះសុខស្បាយទេធំហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតតែឈឺចិត្តជួស
ៅក្នុងស្រុកហើយអត់បានទទួលលទ្ធផលអីទៅជាបានណាអ្នកតែមិនខូចហើយវាគេមិនខូចតែក៏ដូចគ្នានេះវាមានលបងហ្នឹងបាទដូចផលលបងវាសបាយវិញហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមកថាសប្តាហ៍នេះណាសំបីតែគណៈធំធំនៅក្នុងក្រសួងក្នុងមន្ទីររបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេគេចូលបោះឆ្នោតគេមិនដែលបងអីហ៊ុនសែនគេប្រតិរិទ្ធគេកំណត់វាទៅតបែលហ្នឹងឯងតែគាត់ឡប់ឯកគ្រួសារដើម្បីលុយចូលតបែលដើម្បីសុខហើយណាមួយបានបោះសក់ខ្ញុំទៀតបានពើមធុងទៀតគេថាសំបងសំបងរាយរាស់ឲ្យអស់ទៅស៊ីចម្រើអស់បងបាទអរគុណច្រើនណាស់បាទបាទអរគុណណាស់បាទបាទបាទបាទខំខលមកតាំងពីសុខបរាំងដើម្បីចូលរួមនោះមកទៀតមកទៀតទៅទៀតចូលទៀតចាំមកអាឡូបាទបាទសូមអញ្ជើញបាទអត់សូវឮច្បាស់សោះស្ដាប់អត់បានទេលោកឮសូមងាក់ងាក់ងាក់ងាក់ទៅកន្លែងណាមានសេវាតិចមកសេវាពេញបបបងអាឡូបងបាទលើហើយលើហើយលោកបាទបាទសូមអញ្ជើញបងបងបងសូមចូលរួមតិចអ្វីដែលបងនិយាយមកផងស្រាប់លើយើងដល់ថាអានឹងក្រុមប្រធានបងណាបងបាទបាទប្រធានបងបងនិយាយថាមកត្រៃចាក៏បងទៅចិត្តអន់ចិត្តបងស្រាប់ព្រោះថាសុខភាពចាញ់បងបាក់កវងទីគម្រោងបងសម្រាប់អូនលើបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីអ្វីអ្នកទាំងនោះក៏ក៏ប្រកបហើយគេផ្លិចគិតថាបងបងហ្នឹងគឺវាបបាក់អញ្ចឹងអត់ដឹងមកទុកមកគឺអាមួយចិត្តសុខសบายចិត្តវាតមកបងតាមតែមើលចិត្តវាបងសម្រាប់ខ្ញុំចង់ដល់ទៅជួយចប់មិនអីគេតែមួយក៏បើកហើយជាងឯងទាំងអស់ក៏បើរើរូបអត់លៀបពេកអូនក៏ប៉ុណ្ណឹងក៏មិនដែលអូនចង់ចាស់ទៅពីរបស់នេះបងអស់បាត់តែប្រធានរបស់ទី1អូនអាចនិយាយបានអត់បងបានតាចង់និយាយរឿងអីតាប្រធានរបស់នេះរើសឯគេអាចថាបដិវត្តអពោអាមិនពោអូខេអូខេបដិវត្តពោអត់បានបងជើងជើងជើងខ្លីខ្លីតោះបាទបាទបាទបាទខ្លីសំខែបើខ្លីតែខ្ញុំគិតថាអាចពីអ្នកនោះទីជាមួយខាហ្នឹងវាអត់មានតែបកែទេតែតែជឿទេតែវាអត់អត់ហើយវាមិនបកែពេកទេក៏មកតែអ្នកជឿវាមកវាអត់ជឿក៏បកខោវាក៏តោតបងនឹងនិយាយខ្លាំងអាចនឹងមិនឈប់ស្អុយអត់ចាំអូនគេប៉ុណ្ណឹងហើយបាទអរគុណច្រើនបាទអូនចង់ទៅមួយទៀតណាបងជើងជើងខ្ញុំមកខាងខមិនបោតទឹកចាក់ខមិនកូនទឹកបរិយាបោតហើយបងបងដាក់ឲ្យវាមកក្បាលជួយហើយនៅលើអាចជួយចាក់បោះអរនំទឹកបោនបាយដែរទេវាអាចជួយសំបាទបាទគឺខោតែបងមិនមិនអសរតទៅទេបាទអ្នកបោះជាពួតតែដឹងគុណរដ្ឋាភិបាលបដោឲ្យវារត់ទៅយូរអត់រហូតដល់វាអស់ក្បាលមិនអស់វាទៅកក់កន្ទុកហើយសរនោះវាគួរស្ដឹងគុណបងបាទតែអានឹងអានេះវាមិនមកដល់កូនឯងទៅអារម្មណ៍គុំចោលមកព្រោះចោលមកទៀតហ៎ប្រកបបាទបាទបាទគួរតែដឹងគុណគេក៏បានរត់តាមមកដល់រួចនោះក៏ប៉ុន្តែវានោះមិនបាច់តែទៅតែស្អីបោះទៅវាយតែបន្ទូលមកជាប់ដែរបងចូលហើយមកក៏តែអត់ទៀតតែបងមកចោលចាំបានអឺតែគេពុតអត់ឆ្នាំលោកមន្តឈឹមហៅក៏រត់ក៏បាននិយាយហើយយើងក៏ហើយតែកັບសារពុទ្ធបតិមនុស្សនោះគាត់បាននិយាយគូគូគួរអាចគាត់ដែរហើយបាទកម្មនោះបាទដូចជាគេតែងវាយគាត់ទៅលៀនវិជ្ជាបតាយគេតតទាំងអស់ហ្នឹងហ្មងអូនហើយគាត់អ្នកតាមបានដែរណាអរគុណច្រើនណាប៉ណ្ណឹងអរគុណណាខោចង់ចង់អត់ទីដែរមកទេបងរឿងអីគេតែអ្វីដែលគាត់អ្វីដែលបងឈឹមហៅក៏នោះគាត់ថាកម្មសកាយសបតអត់ថាហើយគាត់មិនបានគណៈបាក់គាត់ស្បត់អត់ទៅគាត់បានស្ទះបានមានអត់អូខេតាគឺគាត់ប្រងទៅទឹកមនុស្សបានតែដល់បងចុះហៅក៏រត់គាត់មិនឃើញស្បានណាបងខ្លាចអូខេអរគុណចាស់បងបាទបាទបាទការរួមរមគ្នាវាល្អការបញ្ចូលគ្នាវាល្អការសាមគ្គីគ្នាវាល្អក៏ប៉ុន្តែវារំែងអីការចែកភាកផលគ្នានេះយ៉ាប់ណាស់យ៉ាប់ណាស់
chơi 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 bạn bà chơi chơi sống xoay to quý thế là xa định chặt lời ngoài xong nó xế đó bà bật thang khi xoay gọi phong ôn trong lắng hỏi tính ôn xe bị chọc đâm bay đâm đó là chơi 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 bà bà khi ông bia giờ lại nhà bị rung đó nó bà cả để khi ông bán cho rung cho nga to su đâm đó là chơi chết cả nóng việc tê chết lời phong phong bị cặp xâm lập bay cho khai sắp bay không thơ ca nghĩa vì ở phong đó nóng bán yên tư rung đó bà bia rung đó bà tê chết xong ngay dương miền bay hốc chống lan chỉ có cơ miền quay tầm hoa sông cơ bay sông xoan chỉ thiên phung hạ của bác đi chìm rán đi tha rộng tỏ ta làm tỏ đôi nơi giờ rí rí cái đôi nơi rá thế hạ xa xa cho một nơi mà chốt riêng tỏ đầy ơ hông rộng tỏ ba trong cái loài tỏ ở phía nâng là phía rộng tỏ à rộng tỏ muốn là ai quen xa rộng tỏ chế băng tới cái đôi tay được xuyên vào nâng rộng tỏ chân trang loài tỏ từ bạn năng bạn bạn à con năng bạn bạn lúc bốn thướng chẳng tê mà cho lịch nhầm bát xôn học sắp bẩm bấy học môi bốn nổi chất sập mẹ đoàn tiết xôn học bẩm bấy học môi bốn nổi chất bóng ôn ai cho rung ban nữa cho mà chọc ngày nay chúng ta chẳng phục phải chờ mãi nó chẳng ai bằng ôn chu giờ bỏ lại chưa ăn tích nông vật thiên là bỏ vào dưới hám tại cổng ấy kia ngay âm pi ra chạm vật thiên nè mình miền lục nè còn ở còn lệ trung sạp dưới tùm đó chỉ còn ở thay nè ok alo 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 bạn 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 chơi xong thôi ở ngay thì Facebook thì tự ngay ở ngay rồi lên lưu Facebook á chơi 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 ngon thấy bạn 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 quan ba ok hai mùi giấy và năng nắng dạ hai nắng và năng à chỗ rùm và năng à chơi bà bạn ở con trai dạ ở con nè bạn ở phía mất miền dịp bò mới chung vinh bánh hạ ca chốc chôn cho là ná đi việc thở được chưa có thể toán tầm mau tầm rung tối còn mình đắng tầm rung thông còn mình tầng đấy trong chưa thà bách khát thở tầm miền này hay là ta bên nam miền ca cho chôn chấn thông đá việc thở tay vì miền ca chạy chạy ẩm nại rồi lấy ẩm nại kia chạy chạy chim mình khàn alo ba bạn miền xuống sông miền bắc sai lư thì mở bạn bạn
អូទូរស័ព្ទគាត់មានបញ្ហាលើមិនបាច់វ៉ាអូខេបងទៀតតាអាឡូបាទពិបាកស្ដាប់ណាស់បាទលោកគ្រូជាថាមិនគុំទៅតាមបាទនេះពីព្រះលោកគ្រូដល់គ្រូនិយាយមកអូននិយាយមកខ្ញុំកំពុងស្ដាប់ហើយអូទូរស័ព្ទលោកអត់តាក់ទងអត់បានរំខានណាស់ព្រោះស្ដាប់គ្នាអត់បានផងខាងនៅបាយជាសេវាតិចពេកអាឡូបាទឡូខ្ញុំសូមបង្ហោះកែនសូមបងទៀតមិនហ្នឹងក៏ហើយមិនហ្នឹងក៏ដែរបាទនេះបានច្បាស់ល្អបាទខ្ញុំចង់ចូលរួមចង់និយាយបាទចង់មកបាក់បាក់ទៅបាទចង់មកបាក់បាក់ទៅហ្នឹងបាទចង់ទៅបងខ្ញុំទៅបងខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅអូអរគុណអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តណាយើងបានទទួលប្រិយមិត្តគ្រាន់តែលើកចូលដល់ប្រធានបទនឹងព្រាមគឺប្រិយមិត្តយើងគាត់ខលមកព្រាមហ្មងដើម្បីបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍ពិតរបស់គាត់ច្រើនគ្នាគាត់បើដែរតានេះមកហ្មងការជិះចាប់គាត់ដឹងគាត់ដឹងរឿងនឹងរឿងមើលបង្ហើបអស់មើលអូគ្រូបាទជំរាបសួរបាទសូមចូលរួមបន្តិចហ្នឹងជើញចាបាទខ្ញុំគិតថាចេះខ្ញុំថាបើគិតពីប្រជាសកលគាត់ទីទៅទៅយ៉ាងណាក៏គាត់ដែរខាងយកជាតិទៅធំតោះអញ្ចឹងគោលការណ៍សម្រាប់គាត់បានជួយមកគឺគោលការណ៍មួយគឺបាត់បាត់បាត់ទៅគាត់ជួយគាត់អញ្ចឹងគឺគិតតែខ្មែរទាំងអស់គ្នាតែចំណុចខ្លះគឺទុកគល់អាទុកគល់វាតែគ្នាហើយក៏ប៉ះពាល់ទុកគល់នោះទៅមនុស្សវាសម្រាប់គាត់ការអស់តែសំខាន់គឺជាតិទាំងមូលបាទនងហើយបាទគិតគូរបាទសូមរត់ធ្វើគោលចៅយើងមកក្រៃមកនៅបាទចុកអូបន្តាគិតគេទៅបោះកំពិតបោះគាត់ឲ្យស្គាល់
ហ្នឹងហើយហើយហើយក៏ឡងមកទៅបានសុខប្រជាវិញមិនដឹងដែរគឺការអ្នកអង្គនោះគាត់រកប្រយោជន៍ចិត្តទៅហើយគាត់និយាយគាត់ទៅដល់បីបុរខំដល់គាត់និយាយណាស់ទៅអត់ដឹងហ្នឹងហើយបាទតែវាសំខាន់ទេមកសម្រាប់ការនេះគឺត្រូវតែធ្វើចឹងហើយដើម្បីប្រយោជន៍សុខក្នុងសង្គមសាមួយបាទបាទប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគាត់ត្រួតរបស់ខាងបាទអូខេបាទវាຕ້ອງសុខសบายបាទអរគុណច្រើនបាទបាទបាទបាទខ្ញុំនឹងទៅធានបាទបាទជាទៀតបងបាទអរគុណច្រើនប្រិបត្តិយើងអូខេយើងទទួលមួយទៀតមកចាំសរុបមើលចុងក្រោយវាបានលទ្ធផលអីខ្លះអូខេអឡូជំរាបសួរលោកគ្រូបាទជំរាបសួរអរខ្ញុំស្ម័គ្រតាមស្មាតពីទេសូមឲ្យ CPP នឹងប្រយ័ត្នឲ្យប្រយ័ត្នដូចពុទ្ធសម្បត្តិព្រោះសកម្មភាពបងប្អូនចាស់ចាស់ឥឡូវហាក់ដូចមានអារម្មណ៍ច្រើនពីព័ត៌មានងារហ្នឹងណាប្រយ័ត្នដូចពុទ្ធសម្បត្តិបាទសូមអរគុណលោកគ្រូសូមអរគុណជំរាបលាបាទជាសម្លេងពិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខ្លះក៏ចូលមកសម្ដែងថាឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងវាថ្នាក់ដឹកនាំគឺប្រកាសជាពិបាកដូចលោកមួយគាត់អញ្ជើញចូលមកមុនហ្នឹងគាត់ថាខ្មែររួមគ្នាកុំប្រកាន់និន្នាការនយោបាយល្អណាស់ហើយក៏យើងមិនបាច់ទៅទុំនោះនឹងផលប្រយោជន៍មួយពីរបីវាពិបាកម្រាមដៃយើងបងប្អូនមើលម្រាមដៃយើងចេញពីកដៃតែមួយក៏រមែងមានតូចមានធំមានខ្លីមានវែងចុះធ្វើម៉េចមនុស្សរាប់លានអ្នកឲ្យមកតម្រឹមដូចយើងហាន់លឹកខ្ទឹមមកក្បិតទៅវាមិនងាយទេឲ្យស្មើណាសូម្បីសម័យប៉ុលពតក៏គង់តែរំលែងមិនស្មើបងប្អូនណាជួយផងចំណុចនេះបើអាចដកថយម្នាក់មួយចំហៀនយើងថយទៅអ្នកខ្លះមានយោបល់ថាកុំអោយពួកអាប្រឆាំងនឹងចូលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអសោះពួកអានេះឆ្លើយណាស់នឹងក៏ជាមតិមួយចំនួនទៅពិតជាស្មុគស្មាញស្មុគស្មាញអានឹងស្រាច់តែលើអ្នកដឹកនាំឯងគាត់ចេះឯងពេលនឹងគាត់ចេះលោកចេះលៃលោកហ่ะអាឡូបាទណានោះស្អាងវិញបងខ្លួនខ្ញុំត្រែងតោះសុំអញ្ជើញតោះឡូបាទមានយោបល់អីសុំអញ្ជើញអរគុណបងខ្ញុំមើលឃើញហើយមានយោបល់អីផងអូខេចាំបានអរគុណច្រើនណាព្យាយាមមើលតិចទៀតណាហ្នឹងហើយបាទបាទបាទបាទបាទគេឃើញគ្រប់គ្នាគាត់មើលអត់ឃើញតែអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេគាត់ខលមកគាត់ថាមិនថ្ងៃហ្នឹងគាត់មើលមិនឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើម៉េចបើបងប្អូនប្រិយមិត្តមើលឃើញគ្រប់គ្នាអ្នកខ្លះក៏ខមមិនថាបើចូលមកក៏ចូលចោះក៏មិនតែមិនត្រូវមានលក្ខខណ្ឌផ្ដល់តំណែងដល់CNOP ជាដាច់ខាតសូមទុកនីតិនេះជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំលោកប្រកាសជាលោកចេះថ្លឹងថ្លែងលោកចេះបែងចែកក្នុងនាមលោកជាឪពុកជាម្ដាយអាហ្នឹងភារៈនេះជូនលោកចោះណាគ្រាន់តែយើងបានដឹងថាភ្ជុះមកក្រាំងនេះมันសមាញ់ពេកទេណាយើងកំពុងតែនយោបាយស្រុកខ្មែរយើងកំពុងតែជួបភ្ជុះជួបកបិតត្បូងនេះហុំហ៎អត់ដែរមានទេលើប្រវត្តិសាស្ត្រស្រុកខ្មែរយើងអត់ធ្លាប់ដែរមានរំលាយគណៈបកចោលចាក់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងយើងញាត់គុកញាត់ច្បាក់អញ្ចឹងវាជារឿងមួយมันសមាញ់ពេកទេឥឡូវនឹងផ្អើពេញពិភពលោកហើយគេកំពុងតែរំចាំមើលថាតើយើងអាចធ្វើបានឬមិនបាន
bà thơ ban hai vì miền pho là vậy cắt là dương ta cắt chút cắt liêng cắt là lâm rừng ấy khai dương mình khó lên trong không liêng dương chia và chia phô rớt sầm anh phong mà nam mình ạ như con trâu ai rầm lê cháu thôi rầm lê cháu thôi vì cung tất cả mà bên kia thì cái nắp bạc và chăng mà ai ắt ban thì ai lấy đi vì căn thì kia bên tay đây nạp lấy mình khi nơi tay mình toàn vô thả ta hết ấy cái ban chỉ phụ nâng xong tha được ắt chăm bạch ắt chăm bạch qua chở với gì hàng bạc và chăng ăn luôn đâm biên bạc à ăn luôn rồi lấy cho môi mất cả nước bạc pi mẹ này nơi bạc sức mà đâu hổ hay nơi bạc lưng tiên hổ rưu môi cả bạc tầm pi đang thở kia làm lấy cho lấy rồi chỉ ở toàn bên lưu tầm rối xó ở thế nào ở phố này nó bạc lời lấy nhé bạc lưng tiên hay nó bạc xăm đàn xí cứ chỉ bạc lời lấy ắt miên toàn lư tầm rối tha, bạn tầm pi nâng miên sành nhà với mũi là hai tha ai, ai nhận tơ kia đừng để cho sao? Tết tết, rút ra từ riêng trăm luôn nông bạn nông tới nè, nó to vai chờ mày, bữa thứ mấy bữa à bạn bôi đi bị cút chân tập bạn hỏi, biết là liên bạn hỏi, nơi dùng áo không áo chứ à? Alo. 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 Miếp sai lưu tích máu bà, châm lưu hỏi. Bà xong thân ái bà, xong chứ nhỉ. Cùng sắp Facebook nè. Alo, bà xong thân ái bà. Bà, khi ông ta ngay nè, khăn sử văn nè. Bà, trong kia, bọn nguyên chú mơ thằng em cũng nhanh. Bà. Bà, là bà, chú tí đến, thì ăn thôi, bọn sử văn. Ồ. Bà, anh ta nè, ai nơi chúng mình đánh bán và mạnh sinh năm, sử văn đánh tích bê. Ok. Bà, hai bọn dì ta, chú kriêng mình, chú bạn 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 bạn
អូតោពេកមួយបងអីរឿងអាយវាយនេះ2000ប្រមាណ2000 2003ណាហើយទីតាខ្ញុំជីតែទីទៅអង្គជាជាមួយអាសាឈីនហើយមែនតែហើយអាចមានតែបើអាចអាចយកមិនទេខៃអាបាយហើយបាយអត់ទេអឺជាមួយគេបងឯងគិតលើយើងតែមកខាងខ្ញុំគិតថាយើងតែមកខាងយើងហើយបាញ់យើងខ្លោងប្រងមកខាងយើងយើងមកខាងមកពីទីនោះវាត្រកក្រុមដេញមួយអស់យើងទៅឈ្មោះមួយយូរខ្ញុំថាខ្ញុំនៅនៅស្រោអស់ពួកខ្ញុំតែមកពួកយើងកាច់ឈ្មោះទៅបាញ់ពីអត់ដល់ទីបាញ់ចំណានអស់ខ្ញុំអានេះបាទអីក៏ជឹងទួយខ្មែរជាប៉ាក់ជារបស់មិនវិជ្ជានិយាយជាជុំរុំគ្នាទួយដល់បិទកោះហើយឡើងចាប់បានជឹងទឹកទីក្នុងប៉ាក់ជាថាទីបងជឹងជឹងបងនិយាយទៅទៅបាទបាទវាមិនមិនជួយអ្វីមួយវាទៅខ្ញុំឲ្យជឹងទៅជុំជាមួយទួយទីតាតែមកនិយាយអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកណាបាទអរគុណណាស់បាទអូខេខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យបិទទូរស័ព្ទដើម្បីយើងឲ្យមូលអារម្មណ៍ក្នុងការប្រកប្រាជ្ញគ្នាណាយើងទទួលប្រិយមិត្តក៏ច្រើនមកគួរដែរហើយណាបាញ់បាញ់នេះយើងឆ្លងដល់វគ្គមន្ត្រី CPP ចាស់ចាស់មួយចំនួនលោកកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសតិអារម្មណ៍គេហៅថាបញ្ហាឲ្យគិតអំពីសតិអារម្មណ៍របស់មន្ត្រី CPP ចាស់ចាស់ចាស់មួយចំនួនអានឹងក៏គិតក៏គិតគិតបានក៏គិតគិតមិនបានក៏តាមដំណើរខ្ញុំសូមបដូររឿងណាប្រិមិត្តខ្ញុំឃើញកសែតបានចុះថាលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកបានប្រកាសគម្រាមដល់សកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងសុំកុំឲ្យហក់មកឡើងធ្វើជាបាតកម្មក្រោយពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងរលំរលាយបាត់ទៅអរគុណដែលគាត់បានក្នុងនាមគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរអក្រសួងការពារប្រទេសគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ដល់សុខភាពនៃសន្តិសុខសង្គមជាតិយើងលោកមានប្រសាសន៍នេះក៏ត្រូវតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិចារណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអង្គប្រកប្រាជ្ញរបស់យើងបាននិយាយហើយនិយាយទៀតខ្ញុំគិតថាដល់អត់មានចាំបាច់អស់លោកណាមកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អស់លោកណាមកចេញសេចក្តីគម្រាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេខ្ញុំថាអត់ក៏អត់ក៏មិនមកហ្មងខ្ញុំជឿជាក់លើអារម្មណ៍ពិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នឆ្នាំ2017ការចេះដឹងភាពឆ្លាតវៃភាពឆ្លាតវៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនដូចឆ្នាំ2013ខ្ញុំជឿថាអស់លោកអត់បាច់មកគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋទេមិនបាច់គម្រាមទេតែខ្ញុំជឿថាអត់មានទេมันអាចកើតបានខ្ញុំធានាអញ្ចឹងមកអានេះការទស្សន៍ទាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងព្រោះវាអត់មានវាអត់មានសញ្ញាអីដែលថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងងើបឡើងបះបោមកធ្វើបាតកម្មមហាបាតកម្មអីតាមសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ហើយនេះតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំថាអត់អត់ទៅរួចគាត់អត់ចូលរួមគាត់អត់ធ្វើមិនមែនគាត់ខ្លាចអស់លោកបាញ់គាត់ងោទេណាគាត់អត់ចង់ហ្មងណាបងប្អូនជឿអញ្ចឹងឯងបងប្អូនក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាយើងសង្កេតឃើញថាតើអាចអញ្ចឹងដែរទេ
tức chất và chiếu bó rốt rồi bó hỏi lên cái nạp bạc sẽ cam một chút người nạp bạc và trắng khi ông mơ chất có thể chạy thì chạy ọt đôi phía bó nó bấy ấy nè chui cái bánh tích mơ ai cái phía tam ca lướt là bó dương xong đại ọt xong xa mình ai miên ba tập cam miên sấy chết nhân tham tôi mình nổi vô là chân thế mà lục sụp phía có thà ok khi ông còn vô là chân đấy bà ốc phim hai ba tập cam một mà hai cam mình ai phải hai bàn lòi thế à đứng phải hai dương ắt phải hai thế càng nghe dương là xa xong sốc tay đây nhưng tham đừng bắt chặt bắt tay chân ấy và cả cầm riêng mày na hồ hai bên chứ chúng ta được mãi còn đắng phụ phụ rất lớn còn trẻ còn sáng là ăn đôi pipa là bay không dễ là vẫn là khóc tới cái biển sáng là bao bố đó ca trẻ đắng là bao mà đúng không rồi phong sắp sai lớn đi cứ tha lướt ra ra na ăn đôi pipa là bay dương mà ngứt bà sân chỉ có chơi trong thơ qua tập cam mà tăng thì ngay chặt cầm thực hai liếm không có thơ qua đây có thơ qua đây prai qua đây cán nó mình mang hiền được pin mù sực hùa mùi nâng nén pin pin sực máy à ta hỗ trợ sọc không chạm ở bà con khi bọn nâng tới chôn nơi mộc ở đây như tập em phong ấy hãy đăng ấp đăng thành nơi mà đông tập trang phong đăng biết sự cam mà chôn bả man sai nét bả man mơ nét để bỏ cho nó ấy CNP ở cho nó nát nơi mà đông đông nhầm phải đông nén luôn tập trang phong luôn thực đây tập trang phong luôn rất là thực đây bộ sừng cua chiết đi còn một tay miên đấy miên nét thở hai hôm chỉ môi nhưng ồ khôn cơ mê chứ mớ hát thế này vía dương chôn ca pia và sa chiên phía ba ok tại mẹ ăn phục phẹt dương mơ khơi như này mơ khơi như thật ọt tôi đặt mần mặt thôi đi ly ly chắc nhóm kết thành chẳng hãy cả o côn hay o côn tiết o côn tức chất là bó phải chia phô đặt mai để ắt chứa sam ca nhung nhung là bó mai kéo sọc sẵn không thá khám ai khá nông sốc chế đầm cùng lung tam ca nhung nhung là bó khám ai cao sốc khám ai cao sốc cầm bông tay bằng cao cho là na phô phô nhung nhung ở khám ai khá nông sốc dưỡng tụt ba tạ cám tôi quạt này tại khám ai khá nông sốc ớt rồi vô trong trong ở khám ai khá nông sốc mân rồi vô đôi mình bắt miên kia cùng riêng bà con ai cái phiếp ớt thì mệt đi bách mẹ nam mà còn miếm này anh ớt trong thơ anh nơi tập lâm lăng anh thơ sẽ thơ ca anh rô si anh lấy em lấy thử bà hỏi trong hình chân á mình ai miên ba tập cam tiếp luôn mê mê ba tập cam rất ở hỏi cùng tha lai rất ở nơi bên sọc mai đó nghe hai bà bố là chúng ta có ăn màu xa mơ bầm chừa chúng hiến to tức ai chúng hiến to tức ai là ai luôn xong cháy lại nơi nó cả đói á thì chúng mơ khuyên bìa dương ruột đơn nông xong cung đi dương chế cắt xong quá lá dương chế cắt xong quá lá bằng bốn á thơ cầm nát sầm quan lơ chả rắc bắt bén nay sầm công chuyện dương tự tam pê tam ca tam bị liệt bảo vệ trong mơ khơi chậm trong mơ khơi chặt bồ đắc mai dương cứ chặt đau chặt chặt đau dồn vì mình phải có tâm bảo vệ ắt hiền nè thế mà đúng là dương chập đam chả chập đam vô hái chập đam đằng đằng thà à vậy được luôn phớ bị bán phò ấy hay viên năng mình bán phò ấy
ឥឡូវសំទាំងស៊ីក៏គាត់ទៅតែស្រែកក៏ស្រែកពីនាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងងើបឡើងសុទ្ធតែមានងើបទេអត់ងើបផងណាក៏ងើបទេអាយគាត់ស្រែកទៅជ្រុះដាក់គាត់ទៀតពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងស្រុកមិនងើបទេតែបើងើបងើបពួកក្រៅស្រុកឲ្យវាងើបចោះពលរដ្ឋចៅស្រុកហ្នឹងឲ្យគាត់ងើបចោះតែសុំអង្វរចិត្តសុំឲ្យបងប្អូនគិតខ្មែរនៅក្នុងស្រុកដាច់ខាតរស់ស៊ីធម្មតាមិនមែនមិនឲ្យគិតពីរឿងនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវគិតថាដំណាក់កាលនេះវាមិនមែនជាដំណាក់កាលដែលត្រូវបងប្អូនកុំរៀមមុខដឹងកុំទៅទឹងមុខសឹកខ្ញុំបាននិយាយហើយនិយាយទៀតនិយាយតាំងពីដើមទីតាំងពីថ្ងៃចាប់លោកកឹមសុខាថ្ងៃទី1បងប្អូនមានដែលមានចាំពីខ្ញុំអត់ថ្ងៃចាប់កឹមសុខាថ្ងៃទី1ខ្ញុំបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវមួយស្រែកវឹងភ្លាមថាសូមបងប្អូនរសារភាពស្ងៀមស្ងាត់មែនអត់ចុងបញ្ចប់តាំងពីទល់នោះមកទល់ថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃទី3នោះមកទល់នឹងពេលនេះឡើងមួយខែជាងហើយសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺស្កប់ស្កាត់ល្អក៏អត់វល់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងតិចណាស់តិចលានអ្នកណាស់របស់ CNLP បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងណាបងប្អូនណានេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងមិនតិចទេមែនទេកំតែក៏អត់វល់ចំណុចនេះវាសំខាន់ណាស់ព្រៃមិត្តណាចំណុចវាសំខាន់យើងមិនមែនយើងសន្តិភាពពេកទេសន្តិភាពនិយមពេកទេតែយើងត្រូវមានមោទនភាពមួយជាមួយនឹងប្រជាជាតិរបស់យើងដែលលោកមានការភ្ញាក់រលឹកចេះដឹងចម្លែកណាបើសិនជាភ្លឺដូចកាលចន្លោះឆ្នាំ2013ឯងសភាពការម្លឹងណាកន្លាប់បាត់ហើយស្រុកខ្មែរនេះកន្លាប់បាត់សុខផ្នែកកន្លាប់ហ្មងឈាមហូរដាពោះចំអី2013គ្រាន់តែបោះឆ្នោតចាញ់សោះហ៎គាត់ធ្វើម្លឹងចុះឥឡូវដល់ថារំលាយគណៈបកគាត់ចោលចាប់មេបកគាត់ញាត់គុកទៀតក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នករក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នេះគឺជាមោទនភាពមួយដែលយើងកម្មវិធីរបស់យើងសូមសរសើរហើយក៏អរគុណតែប៉ុណ្្នឹងតែយើងចង់បានប៉ុណ្្នឹងណាប្រិយមិត្តណាបាទឥឡូវបងប្អូនឯកភាពដោយអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងបានលើកឡើងនេះទេថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតជាមានការចេះដឹងច្រើនជាងឆ្នាំ2013មែនតែអត់បើមែនសូមជួយខមមិនថាអូខេម្នាក់មួយជប់ឈិតបងសវណ្ណថ្ងៃនេះដូចអត់ឃើញមានអ្នកជេរបងឯងមែនទេបងអ្នកជេរចូលមកហា account ខណ្ឌសវណ្ណនេះអស់ហើយនេះខ្មែរជួយខ្មែរវ៉ាន់ណែមកជេរខាងណែមកសង្ងំជេរខាងណែទៅខាងភេកខាងសវណ្ណនោះទៅត្រូវប្រឡំគេអាខ្មែរលក់មុខនឹងអញ្ជើញទៅប្រចាំងវាដាក់ឈ្មោះវាណោះខ្មែរជួយខ្មែរណោះបាទអូខេណាអូខេខ្ញុំចង់ធ្វើកម្មវិធីតែ1ម៉ោងកន្លះទេដោយសារមិនយកទៅចាក់យកទៅចាក់នៅវិទ្យុ ABC ពេលព្រឹកម៉ោង4ទៅដល់ម៉ោង7 3ម៉ោងបងប្អូនតែយកឃ្លីបយើង1ម៉ោងកន្លះយកទៅចាក់អានោះបានគាត់លេបអស់3ម៉ោង ABC យក ABC យក1ម៉ោងកន្លះខាងសវណ្ណយកម៉ោងកន្លះបោកជុកនេះ3ម៉ោងព្រោះបើដាក់បើខាងយើងនេះដាក់2ម៉ោងតើគាត់ចាយពេល
4 ម៉ោង អញ្ចឹងវាអត់មានពេល បាទ អរគុណណាស់ យើងជម្រាបលា ដោយសារមើលសុំចុចមើលនាទីតិច គ្រប់ 1 ម៉ោងកន្លះនៅ អូ 1 ម៉ោង 41 ហើយណា អរគុណណាស់ ថ្ងៃនេះយើងចង់ជម្រាបលាគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយណា អធិស្ស្រ័យណា ថ្ងៃនេះយើងនិយាយគ្នាប្រធានបទមិនសូវជាសំខាន់ប៉ុន្មានទេសម្រាប់ប្រិមិត្តអូខេណាប្រិមិត្តណាដែលមានគេហៅថាមានវត្តមានថ្មីថ្មីមានទេសូមខមមិនលេខ1ណាដើម្បីបញ្ជាក់ថាប្រិមិត្តជាប្រិមិត្តថ្មីមានវត្តមានថ្មីមានមុខថ្មីថ្មីមានទេអូខេសូមខមមិនលេខ1មកណាបាទនូគឹមស៊ីវ1អូខេបាយ good night ដាសាយនិយាយងល់និយាយចង់ច្រមុះបាទសម្ដេចគាត់ចេះគិតពីរឿងនេះហើយបាទអូខេយើងជឿទុកចិត្តលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន 100% លើការចេះលោកមានសិល្បៈក្នុងការបែងចែកបើអញ្ចឹងលោកមិនមែនអាចយកប៉ុលពតកម្លាំងខ្មែរក្រហមប្រកបក្តីយកមកឲ្យរួមរស់រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះបានដោយសេចក្តីសុខសប្បាយទេណាគិតតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយលោកចេះទ្រាំស៊ូស៊ូយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាខ្មែរកុំឆ្លោះគ្នាកុំលុះលងទៅតាមការញុះញង់របស់ពួកខ្មែរបតិកិរិយាដែលវានិយមប្រឆាំងចង់បានតែអំណាចពួកនេះវាមានពួកយួនខាងត្បូងនៅពីក្រោយខ្នងយួនសេរីចាំតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយណាវាអត់ចង់ឲ្យខ្មែរយើងសក់ទេពួកអាយួនសេរីអស់នេះយួនជ្រាបប៉ុណ្ណឹងរាត្រីសួស្តី